Hi, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, hôm nay Haley muốn chia sẻ đến quý vị một cái câu chuyện mà nó phải chia sẻ liền. Phải chia sẻ nhanh và liền để cho nó nóng nha quý vị. Đó là cái vấn đề xảy ra trong nhà của Haley mà hôm nay bận quá, bây giờ là 7 giờ tối rồi đó. Là Haley tranh thủ chia sẻ chút xíu là Haley vô cơm nước ngủ nghỉ đó quý vị. Vì sáng giờ đi làm với ông xã của mình về trễ quá và bận lắm quý vị ơi. Sao tự nhiên trong cái mùa dịch này nha mà cửa hàng ông xã mình bán được ghê luôn á. Ngày nào không bán được hết trơn, nó cũng an ngủ cũng đỡ phần nào ghê. Thì quý vị biết không, trong cái khoảng 2 tháng gần đây á thì nhà Haley bị bể ống nước và tất cả mọi thành viên trong nhà đều phải sử dụng nước một cách cẩn thận nhất. Là tức là cái nhà của Haley á, nhà của ba mẹ chồng Haley á, là nó ở cái khu đồi, mà cái khu này là cái khu cũ rồi, nó không có cái đường dây, cái đường ống nước thải ra cho city xử lý, mà nó là có cái hầm. Nhà Haley á là có một cái hầm ngay cái bộ ghế mà Haley hay ngồi đó, thì ở dưới chân á, nó là một cái hầm chứa ba cái toilet trong nhà. Và ở dưới ngay chỗ này là một hầm, và cái hầm, từ cái hầm chứa nước thải này nó đi sâu xuống dưới vườn. Là tại vì nó là cái khu đồi cho nên mình ở trên cao rồi, ở dưới đây nó cái tầng đồi xuống như vậy nè quý vị. Thì nguyên cái khu này nhà nào cũng vậy hết trơn á. Thì không biết chuyện gì xảy ra mà cách đây 2 tháng thì nhà Haley bị nước nó ẩm lên nền. Nước nó ẩm lên cái nền và nó tràn ra luôn quý vị. Thì lúc đó ba mẹ chồng Haley mới kêu người của công ty xử lý ống nước xuống. Thì họ xuống bắt đầu họ kiểm tra, thì họ cũng thật sự không biết là lý do tại sao nó như vậy. Thì họ mới kêu gia đình Haley á là bây giờ là không nên xài nhiều nước để thải ra, để giữ một cái khoảng cách như vậy để cho nó khô. Thứ nhất là nó khô, thứ hai để người ta muốn kiểm tra là thật sự là nó bị cái gì. Ví dụ như nó bể ống nước từ ở trong cái đường nhà Haley đi ra, hay là nó từ ở trên lầu nó đi xuống, hay nó như thế nào đó không biết, mà nó bị ẩn lên cái giữa nhà này nè, ngay phòng của con Haley nè. Thì họ kêu mình là nên cẩn thận, chứ không thôi là cứ xài như vậy là nó bùng lên một phát là không biết đường nào. Hoặc là cái hai cái bồn chứa này nó đầy, nó không kịp tuôn ra hay sao, mình cũng không hiểu, họ cũng không hiểu luôn. Thì khi mà thuê họ xuống đây thì họ xuống 3 người và họ kiểm tra, họ coi trong vòng chưa tới 15 phút là mình phải trả cho họ là 850 đô cái phí của họ đi xuống đây để khảo sát đó. Thì ở Mỹ bất cứ cái gì cũng vậy, khi mà quý vị muốn trồng một cái cây gì, hay là quý vị muốn kêu người xuống coi để sửa chữa bất cứ gì, thì trước tiên là người ta phải xuống để khảo sát trước, để người ta biết cái mức độ sửa chữa và cái mức độ hư hỏng là sửa chữa như thế nào, và người ta báo giá. Thì cái chi phí, cái kinh phí mà người ta đi lại là mình phải trả. Ở Mỹ nó vậy, không biết là tiểu bang khác thì sao, nhưng mà ở Cali thì nó là như vậy. Thì đến khi mà người ta xuống, người ta cảnh báo với mình như vậy rồi, thì nhà của Haley á, thì từ đó đến hôm nay á, là 2 ngày mới được tắm một lần, mà tắm cách giãn ra. Ví dụ như con Haley là buổi sáng tắm thì buổi tối không tắm nữa, và Haley thì buổi trưa tắm. Nếu như mà đi làm về thì Haley tắm thôi, ông xã không được tắm. Còn không á, là Haley ở nhà là Haley phải tắm buổi trưa rồi buổi tối hai đá, rồi buổi tối thì ông xã tắm, nó cách giãn ra. Còn bản thân ba mẹ chồng của mình á thì 3 ngày mới tắm một lần, coi như là một tuần hai ông bà chỉ tắm được 2 lần mà thôi đó. Thì vào cái ngày hôm qua nha quý vị, khi mà mẹ chồng Haley xuống, vô tình nhìn thấy sao mà cái chỗ nước thải này nó tràn ra qua ra nhiều quá, thì bắt đầu mẹ Haley mới vô đập cửa Haley và kêu. Lúc đó buổi sáng đó là ông xã đi làm rồi quý vị. Buổi sáng ông xã đi làm rồi. Sáng hôm qua là ông xã đi làm. Và Haley cũng đi, nhưng mà Haley đi trễ hơn, và sáng nay Haley cũng đi trễ hơn. Thì khi mà ông xã đi làm rồi thì lúc đó bà nội xuống đập cửa nhà mình, thì lúc đó khoảng 9:30 10 giờ kém gì đó. Thì bà nội mới nói rằng là đi xuống đây, tất cả mọi người đi ra đây để tôi cho mọi người.
ra đây để tôi cho mọi người coi cái này. Tôi đã dặn là tất cả mọi người là phải cẩn thận về nước non, không xài nhiều. Và mà tại sao bây giờ cái hiện tượng bây giờ nước nó cứ trào ra như vậy? Khi mà các bạn đi chơi, đi du lịch đó, mấy ngày đó thì cái chỗ này nó khô rang, nó không có hiện tượng là bị xì nước lên và bị ẩm nước lên. Nhưng mà khi các bạn về nhà, các bạn về là các bạn xài quá nhiều nước như vậy. Người ở công ty người ta đã cảnh báo với mình là mình nên để kiểm tra khoảng 2-3 tháng để họ kiểm tra. Bạn có biết rằng là cái chi phí nếu như mà thật sự ống nước nhà này nó bị hư, bị vỡ hay bị gì đó thì cái chi phí để sửa một cái ống nước này là nó hơn 50.000 đô đó. Bà nội nói quá trời luôn quý vị, nói tạt nước giống như là tát nước vào mặt mình vậy. Nhưng mà Haley vẫn bình thản bình thường, coi như là Haley hiểu được cái cảm xúc của ba mẹ chồng mình là lo lắng về cái vấn đề là nếu như sửa chữa bất cứ gì trong nhà thì phải trả tiền rất là nhiều, nhất là ống nước. Thì ống nước như lúc trước thì ba mẹ chồng cũng đã từng nói là người ta nói rằng là nếu như ống nước thật sự hư mà muốn sửa là phải hơn 50.000 đó. Thì ba mẹ chồng mình trong cái khoảng thời gian 2 tháng đây là rất là lo về cái vấn đề đó. Và tới ngày hôm nay Haley mới nhìn thấy được là cái cảm xúc thật sự của mẹ Haley là bùng phát ra và lo lắng rất rất là nhiều, và nói giống như là nói nặng đến Haley luôn á. Và trong cái thâm tâm của Haley rất là buồn về cái điều đó. Và Haley nghĩ rằng là trong cái những lời nói của mẹ chồng mình á, là mẹ chồng mình nghĩ rằng là tại Haley mà nước nó mới tràn ra như vậy. Nhưng bản thân Haley rửa chén đó quý vị, là phải vô cái phòng kho, nó có cái bồn rửa chén, tại cái đường ống đó là ba mẹ chồng của mình câu thẳng ra ngoài vườn kia, là một cái đường riêng để giặt đồ. Thì Haley phải vô cái bồn đó rửa chén rồi, và không dám rửa chén ở trong nhà. Và tắm thì Haley cũng 2 ngày mới tắm một lần, mà tắm nhanh gọn lẹ. Và khi mà gội đầu thì cũng ra cái bồn đó gội rồi. Thì hôm nay mẹ Haley nói giống như là tại Haley mà nước thải ra như vậy đó quý vị. Haley buồn cả ngày luôn. Và khi mà Haley nói với ông xã mình là không, tối nay không có được tắm, bởi vì là mẹ đã nói rằng là nước nó tràn ra quá trời rồi. Và bây giờ bạn ra bạn kiểm tra đi, bạn ra bạn coi đi. Và mẹ của bạn nói rằng là khi mà mình đi chơi, đi khỏi nhà đó, đi du lịch, đi chơi mấy ngày đó, thì nước nó không tràn ra. Nhưng mà khi mình về là nước nó dậy, là chứng tỏ là mẹ đang nói tôi là sử dụng nước quá nhiều, hay là tại tôi mà nước ra như vậy. Thì ông xã Haley nghe Haley nói như vậy, ông xã rất là buồn quý vị, buồn. Mà ông xã Haley chỉ nói rằng mình cố gắng để mình cẩn thận hơn, để vậy đó. Xong rồi cái bắt đầu sáng nay ông xã đi làm. Thì như mọi ngày Haley thức dậy và Haley lên uống cà phê với ba mẹ chồng Haley. Thì khi mà Haley lên thì mẹ chồng Haley ôm Haley khóc quá trời luôn quý vị. Ôm Haley khóc quá trời luôn, mà Haley không biết chuyện gì khóc. Thì Haley mới hỏi là tại sao mẹ khóc. Mà khi mà Haley nhìn thấy mẹ chồng mình méo máu khóc và nói rằng là tôi xin lỗi là bởi vì cái vấn đề nước thải trong nhà nó đang có một cái vấn đề tệ hại như vậy, tôi làm cho bạn đang rất là khó chịu, và xin vui lòng đừng có giận chồng của bạn vì cái vụ nước non không phải lỗi do bạn. Rồi khóc quá trời luôn, nói quá trời giờ cái vụ nước non với lại với mình luôn. Xong cái Haley nói Haley không có nghĩ gì hết, bởi vì Haley cũng hiểu được cái cảm giác là ba mẹ chồng mình đang lo lắng. Và Haley chỉ có hơi buồn chút xíu là khi mà mẹ chồng mình nói là khi mà mình đi chơi á thì nhà nước khô rang không có thải ra, nhưng mà khi mình về á là nước nó cứ tràn ra như vậy, thì chứng tỏ rằng là Haley nghĩ là mẹ đang nói tôi, tại tôi mà nước nó ra như vậy. Thì thâm tâm nghĩ thôi chứ không có dám nói ra, thì Haley chỉ nói sơ thôi. Thì mẹ chồng mình nói ôm Haley khóc quá trời và nói là tôi không cố ý để nói ra như vậy, tôi không cố ý để làm cho bạn buồn, tôi không cố ý làm cho con của tôi lo lắng và bạn giận hờn chồng của bạn này nọ kia. Nước non bây giờ xài như bạn cũng biết á, là cái mức chi phí để sửa chữa thì nó rất là nhiều, nó tới hơn 50.000 đô. Và khi đó ba chồng của mình á nhìn thấy hai mẹ chồng ôm nhau khóc á, thì thấy hai mẹ con ôm nhau khóc á, thì ba mẹ chồng mình ngồi xuống và nói luôn, nói là trong cái quá trình mà hai cả nhà mình đi chơi á thì thấy nước nó không có thoát ra được. Thì hai ông bà có ngồi bàn tính với nhau về cái vấn đề là có lẽ nếu như mà thật sự mà trong cái nhà này mà nó ít người xài á, ví dụ như ba mẹ chồng mình thì xài không,
ba mẹ chồng mình xài không có nhiêu á, thì tại vì trong ngôi nhà này hiện tại bây giờ là 5 người ở, ba người nhà mình và hai ông bà nữa là 5 người, thì nếu mà 5 người xài nước trong một ngày mà quá nhiều thì nước thải nó sẽ ra, mình không có thời gian để kiểm tra được và không có thời gian để xem, để kêu họ xuống một lần nữa để xem, mỗi lần kêu họ là phải trả tiền rất là nhiều. Và khi mà ba mẹ chồng mình thấy là mình nhà mình đi rồi thì nước nó lại khô, nó không có thải ra, thì tức là cái đường dây trong nhà mình nó có vấn đề thải từ nước thải ra. Thì bắt đầu mẹ chồng mình mới tính với ba chồng mình á, là khi đó ông mới kể ra nha, hai ông bà ngồi kể, tại bà đang ngồi khóc méo máu, là tại vì á, rồi để kể tiếp, là ba chồng mình á là nói rằng là lúc đó mẹ chồng mình đã có tính đến cái đường là phải thuê nhà riêng cho tụi mình ở, thay vì mà trả 50.000 đô là phải hơn, là phải khoảng 60.000 đô cho cái vấn đề sửa chữa ống nước. Nếu như trong cái khoảng thời gian mà họ ở đây họ sửa chữa thì 5 người nhà mình bắt buộc phải đi thuê chỗ khác để ở, để chờ họ sửa chữa xong thì mình mới 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 về trở lại, thì đâu nó cũng vào đó, đâu nó cũng phải mất tới 60-70 ngàn. Thì thay vì một cái số tiền đó để sửa chữa ống nước nó quá nhiều như vậy, thì ba mẹ chồng mình sẽ trích trích ra, thay vì không sửa ống nước mà lấy cái tiền nó đi thuê nhà cho nhà mình ở. Thuê nhà một tháng ba mẹ chồng mình có thể phụ 2.000, có thể phụ 2.000 đô để thuê nhà ở, thì một năm khoảng 20 mấy ngàn thôi. Thì sau một năm rồi là nhà mình ổn định rồi, là nhà mình tự tự lúc đó là ba mẹ chồng mình sẽ tính tiếp là mua nhà hay là thuê tiếp, là tự hai vợ chồng mình có thể tính được rồi. Đó là cái mà mẹ chồng mình tính, nhưng ba chồng mình lại không chịu về cái vấn đề này. Ba chồng mình nói rằng là chồng của Hailey á, là trước kia là có một cái vấn đề rồi, tức là đã từng đổ vỡ rồi và anh ấy đang rất là cô đơn. Thì anh ấy đã về chung sống với ba mẹ chồng mình rồi, thì ba ba chồng của mình lại không muốn con của mình thoát khỏi vòng tay một lần nữa. Và bây giờ chồng của mình lại có gia đình mới là mình và con của mình rồi, thì mình và con của mình ở đây rất là tốt, rất là vui vẻ. Cho nên ba chồng của mình muốn là gia đình của mình chung sống ở đây. Ba chồng mình nói là không có vấn đề gì hết, nếu như mình chịu khó cực cực khổ một chút để mình được chung sống trong một gia đình, để mình sinh hoạt trong một gia đình. Chứ ba chồng của mình thật sự đau lòng nếu như mà thuê một cái nhà riêng để cho mình đi ở nhà thuê, thì ba ba chồng của mình đau lòng không muốn điều đó. Và hai ông bà đã tính tính từ 2 tuần nay đó quý vị, tính từ cái lúc mà mình đi chơi á, thì đã tính như vậy rồi. Và hai ông bà im không không bàn tính với hai vợ chồng mình, là vì ba chồng mình thật sự không muốn xa thằng con mình, bởi vì muốn là chung sống với thằng con của mình, vậy thì hai ông bà thương thằng con của mình lắm và không không bàn tính với mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra là vì sao mẹ chồng mình ôm mình khóp, là vì chồng của mình lên la ba mẹ chồng của mình. Sáng chồng mình sáng nay á quý vị, Hailey cũng đi làm mà Hailey đi trễ hơn chồng mình. Tại vì sáng á, ổng lo ăn sáng xong xuôi, ổng lên ổng mở cửa, ổng quét dọn rồi xong xuôi đó, rồi Hailey lên để phụ bốc hàng, là làm hàng thôi. Thì Hailey đi trễ hơn để cho con Hailey ăn trưa xong Hailey mới lên. Thì sáng Hailey lên thì mẹ chồng ôm khóc như vậy, và mẹ chồng nói là chồng của mình có lên nói như vậy, và làm hai tại mẹ tại những cái câu nói của mẹ chồng mình mà làm cho hai vợ chồng mình giận nhau. Và Hailey giận chồng Hailey, Hailey không đi làm chung với ông chồng Hailey, rồi làm cho chồng của Hailey bị stress rất là nặng và khó chịu và không không có giữ vững tinh thần. Thì khi mà Hailey nói như vậy, nghe mẹ chồng nói như vậy và ba chồng mình tâm sự như vậy xong xuôi rồi á, thì Hailey nói không có vấn đề gì đâu, Hailey không buồn không giận gì đâu, vì Hailey hiểu. Cho nên là Hailey có ba mẹ của chồng Hailey thì cũng giống như ba mẹ của Hailey, mà bản thân của Hailey là chưa bao giờ xúc phạm đến ba ba mẹ ruột của mình, thì đối với ba mẹ chồng thì Hailey cũng tôn trọng và không bao giờ xúc phạm. Mình yêu thương không hết, lấy gì mình xúc phạm, đúng không quý vị? Và cái vấn đề rất là Hailey rất là đáng trân trọng và quý trọng và biết ơn họ, là bởi vì mình đến đây và con mình không phải là máu mủ ruột rà của họ, nhưng họ coi, họ thương và họ chăm sóc, họ lo lắng còn hơn là cháu của họ. Thì cái điều này Hailey rất rất là quý trọng và phải mang ơn. Thì Hailey lên trên công ty, lên trên cửa hàng, và Hailey hỏi ông xã của mình là sáng nói gì với mẹ chồng.
sáng nói gì mà để cho mẹ buồn vậy đó. Thì chồng Hailey tức, chồng Hailey tỏ ra một cái thái độ rất là tức luôn quý vị, và nói rằng là có, sáng nay tôi nói chuyện với ba mẹ chồng của tôi rằng bức không kỳ, ông chồng nói là ông chồng của mình không để cho bất cứ ai xúc phạm đến vợ của ổng, mặc dù đó là cha mẹ của ổng. Vì chồng của Hailey nói rằng là vì cái bể ống nước hay là ống nước thải không được, hay là nó hư hỏng trong nhà, đó là không phải lỗi của vợ tôi. Đó là không phải lỗi của vợ tôi. Lý do tại sao bạn lại nói nặng vợ tôi như vậy, và bạn nói giống như rằng là tại vợ của tôi mà nước nó mới ra như vậy. Thì ý ông xã của mình á là lên nói cho ba mẹ chồng mình biết là không được xúc phạm mình và không được nói mình như vậy, vì không phải lỗi do Hailey mà ống nước nó mới hư, không phải lỗi do Hailey mà tại sao nói với Hailey như vậy. Và ông xã của Hailey không chấp nhận cái hành động của mẹ chồng nói chuyện mà chỉ tay gì nè quý vị, là ông xã mình không chấp nhận và nói với mẹ chồng Hailey là tôi cảnh cáo là tôi sẽ không chấp nhận nếu như ba mẹ mà xúc phạm đến vợ của tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ đi ra khỏi nhà liền. Đó, ông xã mình nói như vậy. Thì theo như quý vị nghĩ rằng là nếu ở Việt Nam mình á, thì nghĩ rằng là con cái nó hổn. Ví dụ như ở Việt Nam mình á, thì lại nghĩ rằng là mày binh vợ, mày chửi cha chửi mẹ, đúng không? Nhưng ở Mỹ thì cha mẹ, con cái và tất cả mọi con người ở đây đều có tiếng nói bình đẳng như nhau. Ví dụ như ba mẹ không đàng hoàng, nói chuyện không tốt với tôi, nói chuyện không đàng hoàng với tôi có quyền phản biện, tôi có quyền nói. Và ở đây là cái đất nước tự do ngôn luận, tự do nói, và không ai có thể có quyền xúc phạm với bất cứ ai, kể cả con cái ruột của mình đẻ ra không được quyền xúc phạm nó. Thì ông xã của mình giải thích cho Hailey nghe như vậy, thì Hailey nói rằng là nếu như ở Việt Nam thì chúng ta phải nhịn cha mẹ. À, cho dù cha mẹ có sai, chúng ta cũng không được quyền nói như vậy. Và nhất là bạn làm chồng của tôi, và tôi đến đây tôi sống với bạn, tôi chỉ biết bạn mà thôi. Tại vì trong bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ có chồng mới giúp đỡ được tôi. Thì tôi không muốn bạn nói với những cái lời không hay đối với cha mẹ. Dù sao đi nữa, đó cũng là cha mẹ của mình. Thì ông xã nghe Hailey nói vậy, thì ông xã dịu giọng xuống, và ông xã nhớ lại là mình là người Việt Nam, người châu Á, cái văn hóa của mình nó khác. Thì ông xã mới dịu giọng lại, và ông xã nói tôi xin lỗi, tôi sẽ không có làm cái chuyện này xảy ra, nhưng mà tôi hứa với bạn rằng bất cứ ai cũng không có thể làm cho vợ tôi buồn. Nếu như mà bạn có một cái vấn đề khó chịu gì với gia đình của tôi thì cứ phải nói để cho tôi biết, và tôi biết cách để chỉ cho bạn cái cách cư xử lại với họ. Đó, thì Hailey về thì ba mẹ chồng đã nấu bữa ăn tối rồi quý vị, và cả nhà của mình sẽ ăn tối với ba mẹ chồng của mình và nói chuyện râm rã bình thường, không có vấn đề chuyện gì xảy ra. Và Hailey cũng nói với mẹ Hailey đừng có lo lắng về những cái chuyện như vậy, Hailey hiểu hết, và Hailey cũng muốn là được chung sống ở đây. Vì ông bà giúp đỡ cho hai mẹ con rất là nhiều, vì mỗi lần mà Hailey đi phụ ông xã như vậy á, thì con Hailey ở nhà chơi với ông bà và chơi với con Maggie đó, con chó đó quý vị. Và con chó nó rất là quý con của mình, nó không có muốn xa, cho nên Hailey nói rằng là đây là cái gia đình của mình, tất cả mọi thứ ở đây đó là cái gia đình của mình. Hailey không có muốn mình phải có một cái gì đó buồn buồn. Thì ba mẹ chồng rất là tâm lý, và quý vị thấy không, trong cái những cái chuyện nhỏ như vậy thôi mà ba mẹ chồng của mình là khóc mà xin lỗi con dâu, chứ không phải là con dâu đi xin lỗi cha mẹ chồng nha quý vị. Và nếu như trong cái cuộc sống mà Hailey có bất cứ chuyện gì, Hailey cũng có thể nói xin lỗi với bất cứ ai, nhất là cha mẹ chồng của mình. Nó rất là bình thường, tại vì ở đây á, trong cái cuộc sống ở đây, cái văn hóa của nó là chữ cảm ơn và cái chữ xin lỗi nó luôn luôn đi theo trong cái cử miệng của mình. Cho nên là bất cứ ở cái nơi nào hoặc là giao tiếp với bất cứ ai, nếu mình nói chuyện, muốn bắt đầu nói chuyện với họ thì mình cũng đều dùng cái từ xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với bạn được không? Đó là cái văn hóa nó như vậy. Thì Hailey muốn chia sẻ một cái câu chuyện như vậy đến quý vị, thì gia đình Hailey có những cái chuyện gì thì Hailey cũng thật sự muốn chia sẻ đến quý vị để hiểu hơn về gia đình của mình. Cảm ơn quý vị.